Hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường sống, mỗi năm đều có không ít ý tưởng sản phẩm thân thiện với môi trường được ra đời. Không chỉ thể hiện sự sáng tạo, những sản phẩm đó còn là minh chứng cho ý thức với môi trường của nhiều thế hệ hiện nay. Quán cà phê Bus Hà Nội Bus Cafe trên đường Tô Hiệu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội là một trong những sáng kiến bảo vệ môi trường nổi bật đã và đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của rất nhiều người. Một chiếc xe buýt với những chiếc ghế ngồi được làm từ các thùng nhựa bỏ đi. Những chiếc lốp xe hỏng dùng để làm thành bàn uống nước và trồng cây xanh. Menu đồ uống được thiết kế từ chiếc đĩa CD cũ bỏ đi. Tất cả tạo thành một không gian của Hà Nội Bus Cafe, một quán cà phê xe bus thân thiện với môi trường. Ý tưởng của bên mình, của bọn mình thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì là thay vì thải ra môi trường một cái xe mà nó không có tác dụng nữa, thì mình sẽ mang về để tái chế, để kéo dài cái tuổi thọ của nó và cũng góp phần bảo vệ môi trường thay vì thải nó ra môi trường. Ngoài việc truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường, Hà Nội Bus Cafe còn mang ý tưởng về việc lan tỏa văn hóa đọc đến các khách hàng. Tại đây, các đầu sách được thay đổi thường xuyên để khách hàng đọc sách không thấy nhàm chán. Đồng thời, khách hàng có sách cũ, không đọc nữa, có thể đến quán để đổi các cuốn sách khác. Không gian xanh và bổ ích đã thu hút nhiều khách hàng tới đây trải nghiệm. Mình biết đến quán thông qua một cái trang review trên Facebook ấy. Thì mới đầu mình nghĩ là quán cà phê xe buýt chắc cũng bí lắm. Nhưng mà sau đấy khi mà đặt chân đến đây ấy, tất cả những cái tưởng tượng của mình nó đều bị sai lệch, bởi vì cái không gian ở đây nó rất là thoáng đãng, và đặc biệt là mình rất thích cái ý tưởng mà sử dụng xe buýt tái chế, và tất cả mọi thứ ở đây đều được tái chế và sáng tạo. Mình thì ở rất là gần đây, cho nên là không chỉ bình thường là không chỉ mình mà mọi người trong gia đình đều rất đến đây nữa. Những em bé trong gia đình mình cũng rất là thích đến đây vì có nhiều có chuyện tranh cho chuyện thiếu nhi, các em ấy đọc ở đây, và cũng đặc biệt là thích cả những cái đồ vật mà làm từ những vật dụng tái chế ở đây ạ. Những mô hình quán cà phê tái chế ngày càng được nhân rộng và nhiều người đánh giá cao về sự tiết kiệm chi phí thi công, ý tưởng bảo vệ môi trường. Điều này cho thấy giới trẻ đang ngày càng ý thức hơn trong việc có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình và những người xung quanh, cũng như lan tỏa điều đó đến mọi người.